sát bên cả nhà. Đúng cái kìa nha. Cây lọc. Cây lọc con này bự luôn nha. Trời cháy quá. Ông này rất tìm kiếm nhà nha. Con này nó không có dài. Không. Không nha. Hùng nha cả nhà. Ôi hùng nha. Đánh quá đánh. Cục mặt cũng ok cả nhà. Cục mặt này cũng ok nha. Đánh quá đánh. Hùng hùng quá cả nhà. Hùng nghe nha. Cắt lẹ xuống cái nhà. Xuống mình sẽ cho cả gần quá cả nhà nha. Hùng quá. Cháy ra. Cháy dữ ra. Qua nha các bạn. Ăn đỡ quá đánh các bạn. Mình không có gì ghi cả nhà coi được nha, cục mặt này á. Cục mặt này đổ chừng cũng tầm lít cả nhà, không hơn. Rồi xuống ngay này. Xuống. Ây.
xuống cực quá ta, lên dễ ăn nó xuống cực quá ta. Ăn mạnh hơn, ngọt hơn, không dữ lắm này các bạn à. Chạy quá. Gà anh ơi, gà chế ơi, đi gà đây, gà anh hung nó đánh á. Biết nó còn đe không á, là mấy cái à, cái chục cái à, lủng rồi đó chứ, ra cầm cầm đấy chứ, lủng rồi đó. Thấy không? Cũng ok đó nha. Bị bãi nè. Hả nói luôn, nhiễu. Nên nó chắc mình lẹo xuống nhiễu này. Em về chút chứ. Cùng mặt này chắc cầm được rồi. 2 lít cả nhà. Đây. Khoa cá ok nè. Quá ngon cả nhà. Nè, lũng nè. Lũng đây cả nhà. Hay là nó cái gì khói cả nhà. Quá ngon. Quá đẹp cả nhà. Người bán rất bự nha, quá quá đẹp cả nhà. Còn này chắc cũng có tầm 2 lít cùng rồi. Rồi mình xin kết thúc video luôn cả nhà nha. Đang bu mình để mình lột cái này ra không được cả nhà ha.